Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Người phát ngôn điện Caroline, ông Dmitry Peskov mới đây cho biết, ông không biết về bất kỳ thông điệp chúc mừng nào từ ông Putin gửi tới ông Trump. Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra sau báo cáo từ một cơ quan truyền thông ẩn danh do phương Tây tài trợ, cáo buộc rằng Moscow đã gửi một thông điệp chúc mừng riêng tới tổng thống đắc cử của Mỹ. Mỹ hiện đang bị Nga coi là quốc gia không thân thiện vì Washington ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin kiên quyết bác bỏ cáo buộc này và cho biết Xin đừng quên rằng chúng ta đang nói về một quốc gia không thân thiện với Nga đang trực tiếp hoặc gián tiếp dính dáng vào cuộc xung đột chống lại nhà nước của chúng tôi. Người phát ngôn Peskov nói rằng Nga đang cẩn thận theo dõi thông tin về bầu cử Mỹ và ít khả năng đưa ra đánh giá chính thức khi nào chưa thấy những lời nói và hành động cụ thể. Khi được hỏi rằng liệu ông Donald Trump có cảm thấy bị xúc phạm nếu thiếu đi lời chúc mừng của ông Putin. Phát ngôn viên Điện Kremlin đáp rằng, về mặt thực tế mà nói, mối quan hệ song phương đã không thể xấu hơn được nữa, quan hệ giữa đôi bên đang ở mức thấp nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, ông Peskov cũng không loại trừ khả năng có cuộc trò chuyện trực tiếp giữa ông Donald Trump và ông Putin trước khi Tổng thống đắc cử của Mỹ nhậm chức vào tháng 1, mặc dù chưa có cuộc họp hay chương trình nghị sự cụ thể nào được sắp xếp. Trong khi đó, ông Trump cũng cho biết, kể từ khi đắc cử, ông đã nói chuyện với khoảng 70 nhà lãnh đạo quốc tế, nhưng không có ông Putin. Về phía mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay sau đó đã nói ông muốn gửi lời chúc mừng đến Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Ông Putin lưu ý, ông Trump đã bày tỏ mong muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine và những tuyên bố như vậy ít nhất cũng đáng được chú ý. Ông Putin cho hay, ông sẵn sàng nhận một cuộc điện thoại từ Tổng thống đắc cử Trump, song nhấn mạnh sẽ không chủ động gọi cho ông ấy. Bộ Ngoại giao Nga cũng đã cân nhắc về kết quả bầu cử Mỹ. Mô tả chiến thắng của ông Trump là phản ánh sự bất mãn rộng rãi với định hướng của chính quyền Tổng thống Biden. Tuy nhiên, bộ này đã làm giảm kỳ vọng về một sự thay đổi lớn trong quan hệ tuyên bố rằng giới tinh hoa chính trị công quyền tại Mỹ bất kể đảng phái nào đều tuân thủ thái độ chống nga bình luận về chính sách của Mỹ với Nga sau khi ông Trump đắc cử ông Peskov nói Moscow không ảo tưởng về khả năng của ông Trump trong việc thay đổi đáng kể lập trường so với chính quyền tiền nhiệm nhưng ông Putin sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng dựa trên các nguyên tắc công lý bình đẳng và sẵn sàng xem xét các mối quan tâm của nhau về việc liệu Nga có đại diện tại lễ nhậm chức của ông Trump hay không ông Peskov cho biết vẫn chưa có quyết định bác bỏ mọi ý kiến cho rằng Điện Kremlin liên lạc với nhóm của ông Trump chỉ nói đơn giản rằng không, tại sao chúng tôi phải liên lạc? Mới đây, có các thông tin cho hay đội ngũ của ông Donald Trump, tổng thống tiếp theo của Mỹ nhiệm kỳ 2025-2029 đang thảo luận kế hoạch mới nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho biết kế hoạch mới này bao gồm một số điểm chính đó là ngừng bắn và tạo ra một khu phi quân sự dọc theo chiến tuyến Tuy nhiên, câu hỏi ai sẽ đảm bảo an ninh cho khu vực này vẫn còn bỏ ngỏ. Một thành viên giấu tên trong ekip của ông Donald Trump hé lộ, chúng tôi sẽ không gửi người dân Mỹ đến để gìn giữ hòa bình ở Ukraine và chúng tôi không trả tiền cho việc đó. Hãy nhờ người Ba Lan, Đức, Anh và Pháp. Về phần mình, Ukraine sẽ cam kết không gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong 20 năm tới. Đổi lại, Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoài ra, Mỹ sẵn sàng huấn luyện quân sự và các hình thức hỗ trợ khác nhưng phần tham gia chính vào các hoạt động gìn giữ hòa bình sẽ thuộc về châu Âu. Theo World Journal, kế hoạch này tương tự như cách ứng cử viên phó tổng thống Đảng Cộng hòa, ông James David Vance, liên danh tranh cử với ông Donald Trump mô tả hồi tháng 9. Tuy nhiên, nguồn tin của World Journal cho hay, ông Trump vẫn chưa phê duyệt bất kỳ kế hoạch nào. Hồi tháng 6, tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra các sáng kiến giải quyết hòa bình của xung đột ở Ukraina. Theo đó, Moscow sẽ ngay lập tức ngừng bắn và tuyên bố sẵn sàng đàm phán sau khi quân đội Ukraine rút khỏi lãnh thổ các khu vực mà Nga đã sáp nhập. Ngoài ra, Kiev đến tuyên bố từ bỏ ý định gia nhập NATO và cũng thực hiện phi quân sự hóa và phi quốc xã hóa, cũng như chấp nhận một vị thế trung lập, không liên kết và phi hạt nhân. Nhà lãnh đạo Nga cũng đề cập việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Moscow. Trước đó một ngày, người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov cho rằng Mỹ có thể giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraina, nhưng liệu họ có làm hay không thì sẽ phải chờ sau ngày ông Trump nhậm chức. Ông Peskov nói Điều này tất nhiên không thể thực hiện được trong một sớm một chiều. Nhưng vì chính Mỹ là quốc gia kích động và liên tục đổ thêm dầu vào lửa xung đột này và trực tiếp tham gia cuộc xung đột, nên đúng vậy, Washington có khả năng thay đổi quỹ đạo này trong chính sách đối ngoại của mình. Theo Reuters, hãng thông tấn Interfax dẫn lời thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu mới đây cho rằng, tình hình tại khu vực chiến sự ở Ukraine không có lợi cho Kiev, phương Tây cần chấp nhận điều này và đàm phán để chấm dứt xung đột. Phát biểu tại một cuộc họp của thư ký Hội đồng An ninh các quốc gia thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập tại Moscow, ông Sogu nhấn mạnh: Bây giờ khi tình hình tại chiến trường của chiến dịch quân sự không có lợi cho chính quyền Kiev, phương Tây phải đối mặt với một lựa chọn: tiếp tục tài trợ cho chính quyền này và hủy diệt người dân Ukraine hoặc thừa nhận thực tế hiện tại và bắt đầu đàm phán. Trước đó, người đứng đầu cơ quan lập pháp Krem. Vladimir Konstantinov cáo buộc phương Tây đang sử dụng một mô hình ngầm để cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine nhằm tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky trong việc thử nghiệm thành công tên lửa mới, ông Konstantinov chỉ ra rằng phương Tây có thể tháo rời tên lửa tầm xa để chuyển sang Ukraine. Sau đó, Kiev có thể tuyên bố số tên lửa này do họ tự chế tạo và thử nghiệm. Số tên lửa này được dán mác sản xuất tại Ukraine và dùng để tấn công sang lãnh thổ Nga trong khi đó theo đánh giá mới đây của nhóm công tác đàm phán ntf một nhóm cố vấn và rnd chuyên về chiến lược đàm phán trong môi trường khủng hoảng được thành lập thông qua sáng kiến học giả doanh nhân tại trung tâm davis về nghiên cứu nga và âu á thuộc đại học harvard cuộc xung đột kéo dài giữa nga và ukraine đang đặt ra nhiều thách thức cho các quốc gia phương tây trong việc xác định chiến lược phù hợp điều này dẫn đến thế tiến thoái lưỡng nan nghiêm trọng với các nước phương tây Thứ nhất, thế tiến thoái lưỡng nan về trừng phạt và gia tăng căng thẳng. Một trong những thách thức lớn nhất mà phương Tây phải đối mặt là làm sao để buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải chịu trách nhiệm cho cuộc xung đột ở Nga mà không phát triển thành một cuộc xung đột chiến tranh toàn diện. Thứ hai, thế tiến thoái lưỡng nan giữa dân đe hạt nhân chiến thuật và ngăn chặn. Nhiều chuyên gia an ninh nhấn mạnh rằng phương Tây cần phải có một chiến lược kép, duy trì lập trường cứng rắn trước thách thức hạt nhân chiến thuật trong khi vẫn mở ra các con đường ngoại giao để chấm dứt xung đột. Thứ ba, thế tiến thoái lưỡng nan về quy mô liên minh, phương Tây đang tìm cách xây dựng một liên minh rộng lớn ủng hộ Ukraine, trong khi đồng thời theo đuổi một chương trình nghị sự mở rộng hơn, vượt ra ngoài mục tiêu chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt. Thủ tướng Hungary ông Viktor Orbán cho rằng châu Âu nên cân nhắc lại chính sách hỗ trợ Ukraine tiếp tục xung đột với Nga khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Thủ tướng Orbán từng nhiều lần phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine, khẳng định ông Trump cũng có quan điểm tương tự và sẽ đàm phán thỏa thuận hòa bình chấm dứt xung đột Ukraine. European Pravda đưa tin trong bài phát biểu mới nhất, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã quyết định đến thăm Hungary. Tổng thống Zelensky lưu ý rằng ông có mặt tại Budapest để tham dự hội nghị thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu theo lời mời của thủ tướng Hungary Viktor Orbán, nước giữ chức chủ tịch EU và chủ tịch Hội đồng châu Âu, Jacques Michel. Ông tuyên bố rằng tôi cảm ơn vì lời mời và chúng tôi sẽ thảo luận về những thách thức an ninh ở châu Âu, cũng như những cơ hội mới cho tất cả các đối tác, sẽ có một số cuộc họp, một số thỏa thuận với các nhà lãnh đạo châu Âu. Hầu hết các nước châu Âu được cho là đã quyết định tham dự hội nghị thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu, bất chấp các đề xuất tẩy chay trước đó. Cần lưu ý rằng ông Zelensky đã không đến thăm Hungary kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện với Nga vào tháng 2 năm 2022. Mối quan hệ song phương đã bị hủy hoại do việc Hungary giảm bớt các biện pháp trừng phạt và thậm chí có lúc ngăn viện trợ quân sự của EU cho Kiev cũng như các mối liên hệ của giới lãnh đạo Hungary với Nga. Trước đó vào giữa tháng 10, thủ tướng Hungary ông Viktor Orbán đã tuyên bố sẵn sàng ra tay ngăn chặn gói viện trợ của Liên minh châu Âu EU dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Cụ thể thủ tướng Orbán đã vạch ra đường đi nước bước để đạt được điều này. Nếu thành công, kế hoạch của ông Orbán sẽ giúp ông Trump khi trở thành ông chủ Nhà Trắng lần thứ hai tránh được khoản cho vay tới 50 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ, EU và các lãnh đạo khối G7 đã đề xuất với Ukraine để giúp quốc gia Đông Âu này chiến đấu chống lại Nga. Khoản cho vay này sẽ được thanh toán hoàn toàn bằng lợi nhuận thu được từ khoảng 250 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga bị đóng băng tại các nước phương Tây để trừng phạt Nga sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. EU nắm giữ hầu hết những tài sản này của Nga trong khi đó ukraine khát khao mọi nguồn tiền mới từ các đồng minh phương tây để duy trì hoạt động nhà nước và chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt sắp tới khi nga đang và sẽ tấn công vào hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng của ukraine